Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Thuốc Thực Vật, kênh cập nhật và chia sẻ công dụng của các loại thuốc bảo vệ thực vật có trên thị trường hiện nay để cho quý vị và các bạn cùng tham khảo nhé. Hôm nay em sẽ chia sẻ đến quý vị và các bạn một cái loại thuốc mà để trị sâu vẽ bùa và giòi đục lá trên lá non của cây trồng nhé. Đây là hai loại thuốc mà em đang bán. Thì trong thời gian xịt là khoảng 2 ngày. 1 đến 2 ngày là sâu sẽ chết. Sâu non thì chỉ cần 1 ngày thôi là xịt sau 1 ngày thôi là sâu đã chết rồi. Còn sâu lớn, sâu trưởng thành thì khoảng 2 ngày. Một chai, mỗi chai pha được khoảng từ 300 đến 450 lít nước. Là khoảng 2 phi, một chai 2 phi. Xịt ướt đều vào buổi sáng sớm hoặc chiều mát. Nó là... Đây là hai loại thuốc sinh học. NK 250EC. Thành phần là emamectin benzoat 5g trên lít và petroleum dầu khoáng 245g trên lít, phụ gia là 750g trên lít. Hướng dẫn sử dụng: pha từ khoảng 250 đến 300ml trên 1 h. Pha 9 đến 10ml cho bình 16 lít nước. Phun ướt đều tán lá cây trồng. Lượng nước phun là 500 đến 700 lít trên 1 h. Phun khi sâu non mới xuất hiện. Dùng để trị sâu cuốn lá, bọ xít, sâu đục bẹ và nhện giá trên lúa, sâu tơ, sâu xanh và rệp trên bắp cải, sâu xanh ra láng trên thuốc lá, bọ trĩ, giòi đục lá trên dưa chuột và bí xanh, nhện đỏ trên nhãn, nhện lông nhung trên vải và sâu khoang trên đậu lạc, đậu tương, bọ xít muỗi, rầy xanh, nhện đỏ trên cây chè và trị dẹp sáp trên cà phê, nhện đỏ và sâu vệ bùa, rầy trồng cánh trên cây cam quýt. Và sắp tới đây, gần đây thì sẽ, như anh chị nào mà trồng điều ấy, nó ra lá non sẽ xuất hiện những con sâu mà đục lá phồng phồng lên đấy. Thì các anh chị có thể sử dụng hai loại thuốc này để xịt vào trong khoảng 1 đến 2 ngày là sâu đã chết. Và đây là loại thứ hai, đây là thuốc trừ sâu Soka 25EC. Với thành phần là abamectin 0,5% và dầu khoáng là 24,5%. Dùng để đặc trị nhện đỏ và sâu vẽ bùa và bọ trĩ.
Hướng dẫn sử dụng là dùng từ khoảng 6 đến 9 ml cho 10 lít nước. Chai 450 ml. Pha được khoảng từ 300 đến 450 lít nước. Một chai chia được 2 phi, mỗi phi 200 lít nước. Dùng để trị các loại như sâu đục bẹ và sâu đục thân trên lúa, sâu đục quả trên đậu tương, và trị các loại như rầy trồng cánh, ruồi đục quả trên cam, quýt, rệp sáp trên cà phê, sâu xanh da láng trên bông vải và nhện lông nhung trên cây quả vải, nhện đỏ trên nhãn, nhện đỏ sâu vẽ bùa trên cam quýt, sâu xanh da láng trên thuốc lá và trị dòi đục lá với đậu tương, trị sâu khoang trên lạc, dùng để trị bọ trĩ trên cây họ bầu bí, dưa, và trị sâu cuốn lá, bọ xít dài và nhện ré trên lúa. Với hướng dẫn sử dụng là khoảng từ pha khoảng từ 15 đến 25 ml cho bình 25 lít nước. Một chai pha được khoảng 2 phi, mỗi phi 200 lít nước. Lượng nước phun sử dụng trong 1 hát là khoảng từ 500 đến 800 lít trên 1 hát. Phun khi sâu mới xuất hiện. Thời gian cách ly là 3 ngày. Với SK là thời gian cách ly là khoảng 7 ngày. Thể tích thực là 250 ml. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi clip nhé. Quý vị và các bạn có thể đăng ký kênh và bấm nút chuông để được nhận thông báo các video mới mỗi khi kênh có video mới đăng lên nhé.